không bị động trong tiêu thụ vải thiều. Kỳ 2, chú trọng thị trường nội địa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuyến hàng quả vải tươi đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản dự báo sẽ gặp khó khăn trong vụ thu hoạch 2020. Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đang tìm giải pháp giúp đầu ra của trái vải được xuôi trèo mát mái. Nhiều giải pháp được triển khai, để chuẩn bị xuất khẩu lô vải thiều tươi đầu tiên sang thị trường nhật bản lãnh đạo bộ công thương việt nam đã có công văn đề nghị đại sứ việt nam tại nhật bản làm việc với bộ nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản nhật bản maff để thuyết phục phía nhật xem xét các giải pháp khác thay việc phải cử chuyên gia sang việt nam kiểm tra cơ sở khử trùng như tạm thời ủy quyền cho các tổ chức giám định độc lập tại việt nam thực hiện việc này trong thời gian trước mắt hoặc phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam thực hiện các biện pháp kiểm tra từ xa thông qua hồ sơ và truyền hình trực tiếp Song song đó, tỉnh Bắc Giang cũng đã phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật chọn và đề nghị phía Nhật Bản chấp thuận 19 mã số vùng trồng với diện tích 103 ha, sản lượng ước đạt 600 tấn ở huyện Yên Thế và Lục Ngạn. Tỉnh đã hợp tác với 3 công ty, gồm Amei, Tránh Thu, Toàn Cầu trong nước để liên kết tiêu thụ sản phẩm XK sang thị trường Nhật Bản. Về phía địa phương, ông Trần Quang Tấn giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, sở đã xây dựng dự thảo kế hoạch xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng của tỉnh năm 2020 đồng thời phối hợp đề xuất với các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương nhằm kết nối tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh với các tập đoàn Central Group, Aeon, Lotte, Megamarket. Đặc biệt, tỉnh thông qua các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các đoàn công tác của Bộ Công Thương giới thiệu, quảng bá về quả vải thiều tại một số nước Châu Âu, Châu Á nhằm tìm kiếm thị trường hướng tới xây dựng chính sách ca chính ngạch cho quả vải. Dưới góc độ doanh nghiệp xuất khẩu vải, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Tránh Thu cho hay, đơn vị đang phối hợp cục bảo vệ thực vật nỗ lực đàm phán giao thương, yêu cầu phía Nhật Bản cho giải pháp để xuất khẩu vải theo đúng tiến độ. Ngoài thị trường Nhật Bản, đơn vị cũng đang kết nối với các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Đức để xuất khẩu vải. Dự kiến, nếu hoạt động xuất khẩu thông suốt, mỗi tuần đơn vị sẽ xuất khẩu từ 10 đến 20 tấn. Không bỏ qua thị trường nội địa. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài việc gỡ khó thị trường xuất khẩu, chúng ta vẫn cần đặc biệt coi trọng thị trường nội địa với 100 triệu dân. Khai thác tốt thị trường nội địa, Bắc Giang hoàn toàn không phải lo lắng về đầu ra cho vải thiếu. Theo đó, tỉnh đang xây dựng những nhóm giải pháp tích cực, chủ động, phấn đấu năm nay tiếp tục là một năm vải được mua, được giá, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhận định. Cụ thể, bên cạnh đẩy mạnh xuất khẩu, tỉnh Bắc Giang tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa thông qua hệ thống siêu thị, bán lẻ tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ. Mục tiêu của địa phương là phấn đấu tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt khoảng 70% tổng sản lượng, xác định thị trường nội địa đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ vải thiều. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương cần đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá sản phẩm tại thị trường nội địa bởi trái vải có thời gian thu hoạch ngắn, theo đó tập trung thị trường trong nước cũng là cách để giá trị tiêu thụ đạt mức cao nhất, không bị động trong XK và tiêu thụ vải thiếu. Khai thác tốt thị trường trong nước với tiềm năng với khoảng 100 triệu dân, thì sản lượng vải của Bắc Giang hoàn toàn không phải lo lắng về đầu ra.